lòng người thay đổi, đổi trắng hay đen mấy hồi. Ngày xưa Trăng Tử khi đi dạo núi chơi, ông ta mới thấy một người thiếu phụ tuổi còn trẻ, đầu chích mảnh khăn tan mà ngồi bên nấm mồ. Cô ta ngồi bên nấm mồ mà cái nấm mồ đó nó còn ẩm còn ướt, cỏ nó mới lên lấm tấm xanh thôi, tức là nấm mồ này người mới chết vừa chôn không được bao lâu. Thì thấy cô ta ngồi cầm cái quạt mà quạt trên nấm mồ, Trăng Tử thấy lạ lắm nhưng mà không có đến hỏi. Đến khi buổi chiều về tiếp tục thấy cô ta vẫn ngồi đó mà quạt nữa. Lúc này không thể nào thắng được cái sự tò mò hiếu kỳ, Trăng Tử mới bước đến gần hỏi cô gái. Hỏi vậy chứ vì sao từ sáng đến giờ tôi thấy cô ngồi đây quạt nấm mồ còn xanh cỏ, lý do gì? Cô ta trả lời: chồng tôi mới chết hơn một tháng mà có người đến dạm hỏi tôi rồi. Tôi là gái lỡ thời, gái đã có chồng đã lỡ thời rồi, mà bây giờ cái người đến hỏi tôi cũng môn đăng hộ đối dữ lắm, gia đình cũng đàng hoàng, anh ta cũng đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, vậy mà bây giờ anh ta chấp nhận, tôi là gái đã có chồng mà anh ta chấp nhận đến dạm hỏi tôi, thì tôi đâu có thể nào bỏ qua cái cơ hội tốt lành. Với lại thân đàn bà nữ nhi đâu có thể nào sống hoài như vậy mà bên cạnh mình không có một cái đấng tùng quân để mà nương tựa. Cho nên tôi muốn tái giá, chồng chết mới có hơn tháng thôi muốn tái giá rồi. Nếu mà bỏ qua cơ hội này không dễ gì gặp được cái ông chồng lý tưởng như ông này. Mà ông chồng của tôi trước khi chết, ông có nắm tay tôi và ông thở trút hơi thở cuối cùng và còn dặn dò rằng: mình ơi, tôi có chết đi thì mình muốn tái giá, đợi đến khi nào nấm mồ khô cỏ hãy tái giá nghe mình. Lời dặn dò của ổng còn vang vẳng bên tai tôi, và tôi muốn làm tròn lời hứa với ổng, cho nên tôi mới ra ngoài cái nấm mồ này ngồi quạt cho nó mau khô cỏ để đi lấy chồng. Nghe xong rồi cái Trang Tử ngậm ngùi, nói: ngày nào vợ vợ chồng chồng, chung chăn chung gói, ăn chung mâm, ngủ chung giường, biết bao nhiêu lời thề thốt hẹn hò thủy chung son sắt, mà ông chồng chết mới hơn tháng là cổ đồi đi tái giá. Nhưng mà cô này còn có cái tâm lương thiện, giữ đúng lời hứa hẹn với chồng, để đến khi nào nấm mồ khô cỏ hãy tái giá. Cho nên cô biết bao giờ nấm mồ khô cỏ ra quạt cho nó khô thôi. Trăng Tử về mới lắc đầu thở dài kể cho bà vợ nghe. Vợ của Trăng Tử nói về nè: cái hạng đàn bà trắc nết lăng tâm, tôi nói thiệt với ông nha, ông mà lỡ có qua đời thì tôi nguyện, tôi thề tôi ở vậy thờ chồng cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay thôi, chứ không bao giờ bước thêm một bước nữa. Trăng Tử nói: nhưng mà tôi suy đi nghĩ lại, từ tôi thấy cái người thiếu phụ này cũng đáng thương, cái tâm cũng lương thiện, sống cũng còn có một chút nghĩa đối với chồng. Cái cô bà Trăng Tử á, nghe vợ mình, nghe chồng mình nói như vậy, cái bà Trăng Tử nói sao? Cái hạng đàn bà trắc nết lăng tâm như vậy mà ông còn khen được. Tôi nói thiệt với ông, ông chóng mắt ông coi đi, nếu mà ông lỡ qua đời rồi tôi sống tôi ở vậy cho đến khi nào chết thôi, không bao giờ bước thêm một bước nữa. Trăng Tử nói: để thử coi bà có nói mà bà có làm đúng như lời hay không nha, thử lòng bà vợ. Trăng Tử mới gọi cái người học trò trẻ tuổi đẹp trai, học giỏi lắm, mới nói: trong tất cả các đứa học trò đây thì con là một đứa đẹp trai nhất. Thầy dặn con cái này nha, con giúp thầy đi, để thầy thử vợ thầy. Bây giờ thầy giả chết, con đi mua một cái quan tài, con đục một cái lỗ thông hơi ở trong đó để cho thầy nằm thầy thở. Nhưng mà con nghe lời thầy dặn nha, chiều đuổi hết tất cả mọi người về hết, đừng có cho người nào ở lại hết, chỉ một mình con ở lại thôi. Rồi tối á, trong lúc ban đêm tối lửa tắt đèn, một nam một nữ, con tán bả thử coi. Con tán bả, tán bả có nghĩa là sao? Vuốt bả, dê bả thử coi, coi bả làm như thế nào, tán tỉnh bả đi, coi bả có giữ được cái tâm chung thủy son sắc hay không. Bà hứa bà thề vậy đó mà không biết bà làm được không. Dặn dò xong cái tự nhiên đột ngột Trăng Tử sáng hôm đó ngã lăn ra chết. Bà Trăng Tử làm sao quý huynh đệ biết không?
bà Hòa khóc, bà đập đầu, bà lăn mình, bà đập đầu vô tường, bà khóc, bà nói tôi chết theo ông, tôi không thể nào sống nổi, mới mạnh khỏe sưng sững, mới nói chuyện hồi đêm hôm, mà sáng nay, tại sao mà như thế này, ông không một lời từ giã tôi, ông nỡ lòng nào mà ông bỏ tôi ra đi, tôi sẽ chết theo ông, chứ tôi không thể nào sống nổi. Bà lăn, bà khóc, bà đập đầu, bà đòi chết không, mọi người nhào vô can bà. Người học trò đó đi mua cái quan tài làm y như lời. Tại ông này ông uống thuốc á, để cho cái tim của ông hơi thở ngừng đập một khoảng thời gian. Tẩn liệm chôn xong rồi ông nằm trong đó lại ông thở, có cái lỗ thông hơi để ông thở. Và ông theo dõi của bà vợ như thế nào. Trang tử nằm trong chiếc quan tài đợi cho đến khuya. Tất cả mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn cái người học trò đẹp trai này đã làm theo lời của Trang tử chỉ dạy. Chỉ dạy đó tán tỉnh bà vợ của Trang tử. Khi mà anh ta tán tỉnh thì lúc này nè, Trang tử nằm ở bên trong cái quan tài đó hồi hộp, giái cho bà đừng có siêu lòng nha, giái cho bà giữ đúng lời, giái cho bà giữ được cái tiết hạnh chung thủy. Không ngờ thất bại rồi. Thất bại là gì sao? Những gì mà Trang tử cầu nguyện vãng sinh giái đó không có thành hiện thực. Mà bỗng dưng qua những lời tán tỉnh của người học trò đẹp trai này nè, cái bà vợ bà siêu lòng, bà ngã vào người anh ta. Thưa quý vị, lúc này cái anh ta tán tỉnh bà một hồi xong rồi, vuốt ve bà một hồi xong rồi, dỗ bà một hồi, rồi mới ngã ra ôm cái đầu nhức đầu quá. Bà Trang tử mới hỏi mắc cái bệnh gì mà nhức đầu. Nói tôi bị nhức đầu kinh niên. Lương y cho biết rằng chỉ khi nào lấy ốc của người uống thì mới nó bổ ốc mình, thì nó mới thoát khỏi cái cơn đau đầu nhức đầu này. Nhưng mà ốc người làm sao mà có, ốc người làm sao mà có để làm thuốc uống đây. Bà Trang tử lúc này bà khởi lên một cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ tổn đức vô cùng. Thưa quý vị, đó là chồng mới chết, chắc có lẽ ốc vẫn còn nguyên vẹn, đập đầu bữa ốc chồng ra để lấy cái ốc đó đưa cho tình nhân làm thuốc uống để thoát khỏi cái cơn bệnh nhức đầu kinh niên. Bà nghĩ như vậy rồi và bà làm một cái chuyện phi đạo đức, đó là bà lấy cái búa bập bủa chiếc quan tài ra. Giữa đêm hôm bà lấy búa bập bủa quan tài ra. Trang tử lúc này giống như ai cầm dao cắt đứt ruột mình vậy đó. Nó đau từng đoạn giống như người mà tưởng chừng như sắp chết vậy đó. Bật đầu ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt bà vợ của mình và nói rằng lạ thai cho gái hoặc mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thai cho gái hoặc mồ là buổi sáng mà ông ta thấy người thiếu phục mồ phụ ngồi hoặc nắm mồ, thấy lạ quá. Nhưng mà bà này còn có nghĩa nha. Và giận thai cho gái lấy vồ đập xăng, giận thai cho bà vợ của mình mới vừa thề thốt nói đó, mà bây giờ chồng chết nằm trong quan tài, dám bữa quan tài ra lắm, dám lấy cái chài vồ đập bữa quan tài ra để lấy ốc cho tình nhân. Ông vừa thốt lên câu nói giận thai cho gái lấy vồ đập xăng, bà xấu hổ bà bỏ chạy, chạy đến ngay cái cầu bà nhảy xong tự tử chết luôn. Với việc còn mặt mũi nào nhìn ông chồng này không? Sống không có đạo nghĩa, sống không có một chút nghĩa giữa cái đạo nghĩa vợ chồng. Cho nên con nói rằng tình người, tình đời hay đổi trắng hay đen lắm. Cho nên quý huynh đệ xả bỏ cái tâm ái luyến chấp trước đi. Tình cảm luyến ái nó trói buộc mình nặng lắm quý vị. Cứ trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi hoài cũng do ái dục mà ra. Chúng ta là có duyên ở giữa đời này, làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, anh em con, cháu, chẳng qua là do tứ duyên tương hội, báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ. Nhưng mà mình cởi mở cái sợi dây luyến ái này, giống như người diễn viên ở trên sân khấu kịch trường, sống cho tròn bổn phận, cho tròn cái vai diễn của mình thôi. Đừng để cái sợi dây tình cảm luyến ái trói buộc mình mà đi không được nghe quý vị. Luyến ái quá, yêu thương nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Sống mà luyến ái yêu thương nhiều, đau khổ nhiều lắm quý vị. Nhẹ bớt một chút,
và xem như chúng ta có duyên ở giữa cuộc đời này sống trọn tình, trọn nghĩa, đừng bao giờ khởi lên một cái tâm niệm vì tình cảm, vì luyến ái mà làm những việc phi đạo đức, tổn đức, đó là tà dâm. Đừng có gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình, và cũng đừng làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Quý vị sẽ có được cái phước báo. Đời sau nếu tái sanh trở lại thì thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ, và quý vị sẽ có được một gia đình hạnh phúc ấm êm ở giữa cõi đời này. Vì ta không phá hoại hạnh phúc gia đình người thì không ai phá hoại hạnh phúc gia đình ta đâu. Nhân nào quả nấy không sai. Có một người cư sĩ nọ, ông ta họ Hạ, người ta gọi ông là ông Hạ. Ông này khi phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới mà ông giữ có 4 giới à, còn giới ông không giữ, đó là cái giới tà dâm. Đàn ông thì thường thường cái giới thứ 5 người ta giữ không có được, phải không quý vị? Là tại vì uống rượu, còn giao tiếp, còn bạn bè, cho nên còn vướng phải cái giới rượu này. Riêng về ông Hạ thì 5 giới ông giữ được 4 giới, mà còn cái giới đó là tà dâm ông không có giữ được. Quý vị ơi, ông phạm hoài à. Ông lén lút vợ nhà, cứ nay thì cặp người này mướn nhà trọ, mướn khách sạn, hết người này tới người kia. Rồi cái quả báo đưa đến cho ông là ông mắc phải chứng bệnh, không biết bệnh gì mà nó ghẻ lở đầy mình ông hết đó. Khi ông bị ghẻ lở đầy mình, ông đau đớn lắm, đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm thử máu, rồi thuốc men gì về uống cũng không hết, mà ghẻ lở mũ máu nó chảy ra, nó làm cho ông đau đớn bứt rứt lắm, hôi tanh lắm, ông khó chịu quá đi. Cái bà vợ mới nói, thôi thì bây giờ tôi dẫn ông đi đến chùa để nghe hòa thượng giảng kinh thuyết pháp, rồi tôi dẫn ông đến chùa để ông sám hối tội nghiệp của mình, rồi nương nhờ cái công đức mình phát nguyện, mình ăn chay, mình niệm Phật đi, để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Vì đau đớn bứt rứt bởi bệnh tật hoành hành, cho nên ông Hạ nghe theo lời của bà vợ, dẫn đi đến ngôi chùa gặp một vị hòa thượng. Và tương truyền rằng vị hòa thượng này, thưa quý vị, nói đâu đúng đó nha, nói vậy đó, nói khơi vậy đó, mà nó trúng tùm lum tùm la hết à. Cái khi dẫn ông Hạ vào trong gặp hòa thượng rồi, cái hòa thượng hỏi, xin cô có thể nào cô ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với chồng cô được không? Cái cô này nghe nói vậy mừng lắm, được, hòa thượng dạy ổng đi. Hòa thượng khuyên dạy ổng giùm con làm sao để tiêu trừ tội nghiệp, bây giờ bệnh tật hoành hành khiến cho ổng đau đớn, ổng bứt rứt, ổng quạo quọ hoài. Cái cô ta bước ra ngoài, chờ đợi coi hòa thượng dạy cái gì cho ông chồng đó đi, rồi cổ ngoài cổ chờ. Khi đợi người vợ đi ra rồi, hòa thượng mới hỏi, bây giờ không có ai hết, tôi hỏi thiệt anh nha, anh nói thiệt, chỉ có tôi với anh thôi, anh không có nói dối được đâu. Dù anh có nói dối bất cứ mọi người, hay là thậm chí anh có nói dối cả tôi đi nữa, anh cũng không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả. Vì quả báo hôm nay anh đã gặt hái rồi, anh không có trốn được đâu, không có dối gạt được đâu. Nhân quả không trốn tránh, không dối gạt được. Cho nên tôi hỏi thiệt anh, anh có phạm giới ngoại tình tà dâm không? Ông ta chối bye bye, không có. Từ ngày con lãnh thọ tâm quy ngũ giới đến bây giờ con không phạm một giới nào cả hòa thượng. Hòa thượng hỏi lại lần thứ hai, tôi cho anh suy nghĩ thật kỹ để anh nói thật đi, đây là cơ hội để anh sám hối tội nghiệp của mình đó, anh có tà dâm không? Anh ta lúc này xìu xuống nha, hồi nãy thì chối bye bye không có, con giữ trọn 5 giới à. Cái lần này anh ta mới nói, nhưng mà thí dụ con hỏi hòa thượng á, một lần có một lần lén lút vụng trộm như vậy có phải là tà dâm không? Hỏi vậy đó. Cái hòa thượng nói một lần vụng trộm vẫn là tà dâm đối với người ngoài vợ của mình ra, ngoài chồng của mình ra. Thì anh ta mới thú thật, nói hòa thượng ơi, sao hòa thượng biết hết, nhưng mà bây giờ con nói nhỏ hòa thượng nghe, đừng cho bà biết, bà biết cái bà đốt nhà luôn, con chịu không có nổi với bà đâu. Hòa thượng đừng nói cho bà biết nghe, con nói thật, thì lúc trước tới giờ thì con phạm 5 giới, thì con phạm cái giới thứ 3 này, nghĩa là con có vụng trộm lén lút vợ con, bữa nay người này mai người nọ, cho nên đây là cái quả báo con biết.
Nhưng mà bây giờ Hòa Thượng chỉ cho con cái phương cách sám hối tội nghiệp của mình đi. Hòa Thượng nói cái phương cách sám hối chân chánh nhất là từ đây về sau anh không tái phạm nữa. Đừng bao giờ lén lút anh nghĩ rằng mọi người không biết, nhưng mà anh không có dối gạt được nhân quả đâu. Anh từ đây về sau không tiếp tục tái phạm nữa nha, không có phạm giới tà dâm nữa nha. Anh đoạn ác bằng cách đó và tu thiện bằng cách rằng từ đây sắp tới anh phát lòng ăn chay, niệm Phật, sám hối để tiêu trừ tội nghiệp của mình đi. Vì đây là quả báo hiện đời mà sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn với cái nhân anh gieo trồng đó, anh sẽ bị đọa lạc nơi tam đồ ác đạo nữa. Khi Hòa Thượng giải thích xong, cái anh ta nói: Hòa Thượng ơi, con xin chí thành sám hối. Hòa Thượng chỉ cho con phương cách sám hối đi. Hòa Thượng nói bây giờ anh phát lòng ăn chay trường nha, rồi niệm Phật, rồi tự hứa với lòng mình, nguyện với Phật, đối trước Tam Bảo nguyện và hứa với lòng mình từ đây sắp tới không phạm phải cái điều sai trái tà dâm với bất cứ một người nào ngoài vợ của mình ra. Cái anh ta phát nguyện sám hối, niệm Phật, rồi cái ăn chay. Chỉ trong vòng có 3 tháng thôi, căn bệnh ghẻ lở máu mủ đầy mình hết, mà không uống một viên thuốc, không sức một cái loại thuốc nào hết. Vậy mà tự nó khô miệng nó lành, nhờ công đức của sự sám hối, ăn chay, niệm Phật đó quý vị. Đó là câu chuyện của ông Hạ phạm vào cái tội tà dâm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, phá hoại hạnh phúc gia đình người đồng nghĩa với phá hoại hạnh phúc gia đình mình, phá vỡ đi cái hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta phải thực hiện theo lời Phật dạy, đừng làm cái việc tổn đức đó nha. Không gian díu ngoại tình đối với người khác ngoài vợ hay chồng của mình ra, phải chánh dâm, không được tà dâm đó. Còn cái người xuất gia thì không được dâm dục, vì dâm dục là phạm vào cái hạnh bất tịnh rồi, không còn thanh tịnh nữa. Người xuất gia là giữ hạnh thanh tịnh, ta gọi là phạm hạnh là hạnh thanh tịnh. Cho nên Đức Phật dạy rằng người xuất gia là người thay Phật hoàn truyền chánh pháp, đem lại sự lợi lạc xuống chúng sinh, hướng đến sự giải thoát sanh tử luân hồi, cho nên tuyệt đối không được dâm dục. Quý vị thọ bát quan trai giới, lãnh cái giới thứ ba, không phải là không được tà dâm, mà đó là không được dâm dục. Một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, nam nữ không được chung chạ với nhau. Quý vị hiểu rồi ha, giữ cái hành thanh tịnh đó.